Trong phóng sự ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đôi nét về dòng Supercar Series của hãng xe McLaren. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhắc đến McLaren Automotive, chúng ta đều liên tưởng ngay đến những cỗ máy tốc độ với hàng loạt công nghệ đỉnh cao nhất từ giải đua công thức 1. Sau sự trở lại đầy thành công cùng với mẫu McLaren 12C, McLaren đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn khi ứng dụng những công nghệ từ những giải đua lên các thiết kế xe thương mại. Vào năm 2014, McLaren đã tiếp tục tiến sâu vào thị trường xe hiệu suất cao với chiếc 650S được ra mắt. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên thuộc phân khúc Supercars. McLaren 650S chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ thiết kế của đàn anh McLaren P1 cùng nhiều công nghệ từng xuất hiện trên McLaren 12C. Tinh hoa McLaren Automotive vẫn được giữ nguyên trong 650S. Mẫu xe hiệu suất cao này vẫn sở hữu khoang lái liền khối làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Đồng thời, đây là mẫu xe đầu tiên được McLaren thống nhất cách gọi tên mới, với 650 chỉ công suất tối đa và S là viết tắt của Sport, phiên bản thể thao. Đặc biệt hơn, hãng xe Anh Quốc đã hồi sinh thiết kế LT Long Tail cùng phiên bản giới hạn McLaren 675LT. McLaren 675LT đã trở thành một mẫu xe phải có của những nhà sưu tập xe nổi tiếng khi số lượng giới hạn 500 chiếc trên thế giới. Nhằm vinh danh người sáng lập Bruce McLaren và những thành công của đội đua, McLaren Automotive đã nhanh chóng ra mắt thêm nhiều phiên bản giới hạn như 650S Le Mans, 650S Can-Am, 675LT Spider Carbon Series MSOHS, siêu phẩm MSOR Coupe và MSOR Spider. Thế hệ thứ hai của dòng Supercars, chiếc McLaren 720S được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Với những kinh nghiệm từ đàn anh 650S, McLaren 720S như một cuộc cách mạng trong thiết kế và công nghệ, khi sở hữu đến 91% các chi tiết được phát triển độc lập. Chiếc xe được trang bị thế hệ động cơ V8 M840T hoàn toàn mới, cùng với hệ thống kiểm soát khung gầm Proactive Classic Control 2 nhẹ hơn 650S khoảng 16kg. Cơ cấu khoang lái liền khối bằng sợi carbon được nâng cấp với tên gọi là Monocage 2. So với thế hệ đầu tiên có trên chiếc P1, Monocage 2 nhẹ hơn đến 18kg nhưng mang theo nhiều ưu điểm như kết cấu cửa rộng rãi, cho phép người lái có thể dễ dàng di chuyển ra vào, mang đến tầm quan sát tốt hơn. Để phục vụ cho phiên bản môi trần 720S Spider, McLaren đã tiếp tục giới thiệu cấu trúc Monocage 2S làm từ sợi carbon. Bên cạnh hệ thống đóng mở mui điện RHT, tổng khối lượng của 720S Spider chỉ là 1.332kg, nhẹ hơn 650S Spider 9kg. Tỷ lệ công suất trên khối lượng của 720S Spider lên đến 540 mã lực trên 1 tấn, một tỷ lệ vàng mà các thương hiệu xe hiệu suất cao đang theo đuổi. McLaren trình làng phiên bản hiệu suất cao 765LT cùng số lượng giới hạn 765 chiếc phiên bản Coupe, 765 chiếc phiên bản mùi trần. Những tinh túy từ huyền thoại F1 GTR Longtail giờ đã được ứng dụng trên 765LT, tối ưu tính khí động học, tăng cường khả năng vận hành, tinh giảm trọng lượng, tăng độ phản hồi khi cầm lái và sự độc đáo. Dựa trên nền tảng 720S, McLaren đã tiếp tục nâng cấp để cho ra những siêu phẩm tốc độ như McLaren Senna, McLaren Sabre, McLaren Speedtail và chiếc Grand Tourer đầu tiên của hãng là McLaren GT. Có thể nói, McLaren 720S nói riêng và dòng Supercar Series nói chung là nguồn cảm hứng cũng như là kim chỉ nam trong những thiết kế tương lai. Thành viên mới nhất của dòng Supercar Series, chiếc Artura, lại đánh dấu một bước phát triển đột phá mới của McLaren Automotive trong thời đại điện hóa. Đặc biệt hơn, đây là mẫu xe hiệu suất cao sử dụng công nghệ hybrid đầu tiên thuộc Supercar Series. Lần đầu tiên, McLaren ra mắt một dòng xe sử dụng cách bố trí động cơ V6, kết hợp nhịp nhàng cùng chi tiết này là động cơ điện được bố trí bên trong khoang hộp số. Nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe về mặt khối lượng, McLaren đã ra mắt cấu trúc sợi carbon trọng lượng nhẹ hoàn toàn mới, bao gồm hệ thống động cơ điện nhỏ gọn, cùng với việc tinh giảm dây dẫn, giúp Artura có khối lượng khô tối thiểu là chỉ 1.395kg. Có thể nói, bộ sưu tập Supercar Series không chỉ là những cỗ máy 4 bánh đơn thuần, mỗi chiếc xe đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một di sản riêng, đồng thời chứa đựng những khát khao dám vượt qua những giới hạn về mặt sáng tạo. Đó là sự giao thoa giữa tinh thần tốc độ không bao giờ ngừng nghỉ của Bruce McLaren và sự tiên phong về công nghệ trong ngành chế tác xe hơi hiện đại.